Hữu lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Ngày đó tôi là một chú bộ đội mới 19 tuổi. Sau thời gian đào kênh ở Đồng Tam Tân, Lê Minh Xuân, xây dựng những công trình đầu tiên theo hình thức xã hội chủ nghĩa, thì được lệnh cùng đơn vị lên đường. Cà Tum lúc đó, khu vực sát biên giới, cũng là vùng kinh tế mới. Dân kinh tế mới và dân bản địa hồi hương đang sống những ngày đầu, thì lính Khmer Đỏ tràn sang. Lúc đơn vị tụi tôi đến thì làng xóm đã bị đốt cháy hoang tàn. Đến những cái chén tụi nó cũng đập nát. Đồn biên phòng do công an vũ trang quân Hàm Xanh đóng đã bị đánh chiếm. Lần chết hụt đầu tiên, tôi thuộc đơn vị trinh sát, có nhiệm vụ tìm đường và nắm tình hình địch để hướng dẫn cho các đại đội bộ binh đánh. Và trinh sát của trinh sát lại là một chú dân quân, chừng 50 tuổi, mặc áo dài tay và quần tà lọn màu đen, trang bị một cây M16 với hai trái da láng M67. Khi hỏi vì sao chú giành đường ở khu vực này thế, thì ông thật tình nói, hình như gần lúc sinh tử thì con người ta cởi mở chân thành với phe ta hơn. Thì từ nhỏ, tao đã nghe ông già qua bên mua châu bò, tới giờ nên tao phải biết những con đường mà không ai trong chính quyền các phe biết mới được. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chú ấy được kết thúc khi chúng tôi đến đường biên và gặp một xác chết nằm vắt ngang đường lộ. Chú phải về dẫn đường cho một mũi khác. Từ đây chúng tôi phải tự dò đường. Xác chết đã héo khô, chắc là của một người dân Campuchia, vì trên tay vẫn còn một cây trà gạt giống như dựa, nhưng ở mũi có móc ngoéo theo kiểu của người Miên. Khi tôi vượt qua hai xác chết chừng 20 mét, thì nghe tiếng gọi khẽ nhưng khẩn thiết của anh C, B trưởng từ phía sau. B, B, quay lại. Tôi thấy anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống tại chỗ và không được di chuyển gì nữa, theo thủ hiệu của dân trinh sát. Cả toán chừng 15 người cũng ngồi im tại chỗ đó theo con đường mòn. Chỉ còn mình anh C, một tay vừa chụp một trái M67, tay kia vừa xỏ lại chỗ an toàn của nó và ra hiệu chỉ cho tôi biết là mình vừa đá trái lựu đạn. Sau đó tôi mới biết là do tụi Miên lại dùng chính cái chốt của trái M67, là một chốt như chốt lavete, cọng thép tiết diện bán nguyệt bè thẳng ra và gài lại. Sợi thép màu cỏ úa, một đầu cột vào chốt, một đầu kéo qua đường, cột vào nhánh cây bên kia. Ai đi ngang đá phải sợi dây thép sẽ kéo chốt rút ra xa. Bùm! Thế nhưng một phần do cái chốt hơi nhám, một phần do trái lựu đạn buộc trong gốc cây không chặt, nên khi bị tôi đá thì nó vừa lăn ra và cái chốt mới chỉ rút ra được 90%. Thì anh C đi sau tôi, kịp đến và chụp lại. Chứ còn chơi theo kiểu Việt Cộng và Việt Nam Cộng Hòa, là thay cái chốt bằng cây kim gút nhỏ, trơn láng thì chết chắc 100%. Chính một chút xíu công nghệ đó mà tôi đã thoát chết. Sau đó cũng một mình anh C, từng bước, anh dò dẫm quanh khu vực hai bên đường và gỡ được tổng cộng 6 trái M67 nữa, ở đoạn mà tôi đã vượt qua. Thì ra kiểu gài của tụi nó là một trái giữa đường và 6 trái, mỗi bên 3 trái hai bên đường, để khi người đi đầu dính thì theo chiến thuật của mọi người, phía sau sẽ tản ra hai bên và lãnh đủ. Trận tái chiếm đồn biên phòng Vạc Sa được khai hỏa cùng toàn mặt trận vào lúc 5 giờ sáng ngày 22 tháng 12 năm 1977. Lính trinh sát tụi tôi sau khi cùng trinh sát trung đoàn và trinh sát quân khu xác định được đường đi nước bước, thì tổ của tôi ba thằng được điều về phối thuộc dẫn đường cho đại đội 1, có nhiệm vụ đánh vòng chặn hậu đường rút chạy của địch. Trong khi hai đại đội kia đánh vỗ mặt công kiên, tấn công điểm kiên cố là đồn biên phòng hiện do một đơn vị địch chiếm giữ. Mấy thằng tôi vừa dẫn bộ binh vòng qua trái mặt trận chính chừng 500 mét, đến lộ Trần Lệ Xuân. Đây là con lộ cắt dọc biên giới Việt Nam Campuchia từ Thiện Ngôn qua Lò Gò, xóm giữa Sàm Mát, Cà Tum, rồi qua địa phận Bình Long do cựu phu nhân cố vấn Ngô Đình Nhu cho làm để khai thác gỗ, thì đụng một chốt chặn của địch. Rừng đoạn này khá rậm, cây chồi và cỏ tranh mọc dày đặc, cách nhau 5 mét
thì không thấy nhau gì cả. Cả đội chỉ bị có một chốt chặn chừng 3 đến 5 tên lính ca, với hỏa lực chính là một khẩu đại liên hai càng, hình như là MG63 của Đức Quốc xã, nhưng không thể lên được. Phần vì địa hình không thể quan sát, bọn ca lại ở trong hầm kiên cố, có ngụy trang kỹ, nên không thể thấy vị trí của chúng. Phần vì tên xạ thủ đại liên là loại thứ thiệt, không nổ tán loạn, dễ bị phát hiện, mà chỉ điểm xạ từng 2 đến 3 viên một, rất chính xác, nên cả đại đội bị ghim lại hai bên đường. Tôi đúng ra, ngoài nhiệm vụ chính là dẫn đường, thì không phải bắt buộc đánh đấm gì. Nhưng thú thật, một phần vì giành địa hình, đã qua lại khu vực 3 lần, phần vì ham vui nên chui xuống mương đất hai bên đường mà bò lên. Đến khi thấy được cái đầu của một thằng quấn khăn rằn lấp ló, lắt lưng thì quá gần, gần đến độ tôi nhìn thấy cả trong mắt của nó. Trong khi đó thằng bạn bò sau tôi mang cây B40, chưa biết cứ lòi tròi gây ra tiếng động. May mà bọn ca tập trung bắn bên kia đường, vì bên ấy hào sâu hơn nên mấy chàng bộ binh đều tiến theo hướng đó. Tôi quay lại ra hiệu và nói khẽ với thằng bạn tên H: tụi nó ở trong hầm ngay phía trước, khi tao nổ súng thì mày chạy vòng qua gò mối ngang hông và bắn B40 vào bọn chúng nhé. Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Lúc thấy mắt tên lính ca sáng lên vì thấy mình, thì tôi siết cò khẩu AK của mình trước, bắn trong tư thế nằm sát đất, khẩu súng quay cho băng đạn nằm ngang. Đây là một tư thế bí truyền của các bộ đội lão làng. Với tư thế này, khẩu AK bắn liên thanh sẽ không bị giật mạnh lên trời ở những viên từ thứ hai trở đi, mà chỉ giạt ngang nhẹ và đường đạn sẽ là ngang mặt đất. Chừng nửa băng đạn thì cát đất và lá cây tung mù tơi tả, nhưng bọn địch thì hình như không sao. Nên sau chừng vài giây định thần thì họng đại liên quay qua chỗ tôi, cũng từng nhát chát chúa, đĩnh đạp, đường đạn căng, xẻ te tua mấy nhánh cây trên mặt tôi. Tôi nằm đầu sát đất, chẳng dính viên nào. Khi đó thì thằng Hát mới chịu đứng dậy, vận động và lãnh nguyên một tràng. Nó té xuống, đất xung quanh văng tứ tung như trong phim. Tôi thầm nghĩ, chắc người thằng này như cái rổ rồi. Thế nhưng không hiểu sao, bọn ca lại không bắn tiếp. Có thể nó quay sang chăm sóc thằng bị thương, vì tôi nghe có tiếng rên. Trong khi đó thì thằng bạn ăn đạn của tôi lại cũng rên lên: P ơi, tao bị thương rồi. Ở đâu? Tôi ngạc nhiên hỏi, vì tưởng nó tiêu rồi. Ở chân. Nó vừa nói vừa nhăn nhó ôm bắt chân đẫm máu. Một và chỉ một, một viên đạn đã xuyên qua phần mềm cẳng chân. Đúng là thần kim quy độ mạng cho nó. Mày nằm im nhá, tụi nó còn đó. Tôi nói rồi bật dậy, chạy bọc qua cái gò mối to cách chỗ chúng tôi chừng 5 mét. Ở đó thằng bạn thứ ba trong nhóm đang núp với khẩu AK, mặt tái mét. Khi thấy tôi và thằng số 2 bị thịt, tôi nói với thằng ba gà mộ. Nó tên là ba, còn gà mộ là biệt danh, vì nó đá banh giỏi nhưng mà hay chơi xấu, cứ hay mổ vô giò đối phương. Tụi nó ở hầm đằng trước, tao sẽ bọc ngang hông trong đám cỏ tranh cao. Mày bắn dù một loạt để tao định vị khi tụi nó bắn lại. Quăng cả lựu đạn, thằng B40 bị thương rồi. Tôi vòng lên, chui qua sâu trong đám cỏ tranh, nhưng chờ mãi không thấy thằng ba gà mộ nổ súng gì cả. Thôi mặc kệ, tôi rút chốt và tương đại một quả lựu đạn. Sau tiếng nổ thì bên kia đường cũng đồng loạt nổ súng, và tôi nghe tiếng xung phong của anh Nhiễn xe trưởng. Tuy nhiên khi đến được hầm thì tụi ca đã chạy mất từ hồi nào. Thằng ba gà mộ dẫn đơn vị đi tiếp, còn tôi phải hộ tống mấy bạn thanh niên xung phong tải thương cáng thằng Hát về tuyến sau. Trở lại Phum Thơ Mây, khi hộ tống thằng bạn bị thương về đến điểm tập kết thương binh và tử sĩ thì trời đã nhá nhem chiều. Mấy ngày liền mất ngủ cộng với cả ngày quân thảo, đến lúc này tôi mới thấm đòn. Vừa ngồi xuống dựa vào gốc cây thì máu mũi cứ từ từ chảy ra. Thằng Lưu, dân sinh viên đại học khoa học, đang học năm thứ nhất, xung phong viết huyết tâm thư tình nguyện lên đường bảo vệ tổ quốc, giờ đang làm tổ trưởng chính sách tiểu đoàn. Vì sau lần nổ súng đầu tiên, nó mới phát hiện ra một chân lý rằng nó sinh ra là để làm việc bằng trí óc chứ không phải để đánh nhau.
vì cứ hễ nghe tiếng súng là tay nó run lên, không làm gì được, còn chân thì muốn khuỵu xuống, chạy không nổi. Nhưng nếu ai nói nó nhát thì tôi sẽ phản đối ngay, vì khi biết được đặc điểm của mình thì nó lại nói thẳng, dũng cảm nói ngay với cấp chỉ huy và cũng tình nguyện nhận nhiệm vụ nấu cơm và lo mọi việc ở phía sau cho anh em. Nó làm mọi việc vất vả một cách chu đáo, ngon lành. Và sau này, khi có lần chốt tụi tôi bị cô lập ở sa mát, thì cũng chính nó một mình đã liều mạng đem thức ăn lên cứu đói cho tụi tôi. Chuyện sa mát thì về sau sẽ trở lại. Còn lúc đó thì chính thằng Lưu đã chạy đi bẻ một cây mía, tước bằng hàm răng của nó rồi đưa cho tôi ăn để bồi dưỡng chất ngọt. Mà tình bạn thì bổ tới bây giờ cũng vẫn còn. Tối hôm đó, có một đoàn 3 chiếc xe tải chở đạn và tiếp liệu cho phía trước đến ngang chỗ tụi tôi. Do họ không biết đường nên có nhờ và tôi tình nguyện dẫn họ lên. Thiệt tình thì một phần cũng vì việc chung, nhưng cái chính là nếu ở lại thì phải ngủ chung với mấy cái xác tử sĩ thì thật không hấp dẫn tí nào. Về trận đánh lúc sáng thì nổ lúc 5 giờ, đến 8 giờ thì tiểu đoàn tụi tôi đã đánh bật bọn ca và chiếm lại được đồn biên phòng. Bên mình hy sinh 2, tụi ca chạy hết để lại một xác. Cũng nên nói thêm là về thể lực thì dân Khmer mạnh hơn dân Duôn. Một thằng nó cõng một thằng chết bị thương, chạy ngon lành. Còn mình thì 2 thằng khiêng một thằng. Còn thanh niên xung phong thì 4 em gái khiêng một anh. 2 em khiêng, 2 em chạy theo. Chừng vài trăm mét thì đổi khi bị rượt. Bình thường thì vừa đi vừa nghỉ, cho nên việc thấy được xác chết hoặc bắt được lính ca bị thương là điều rất hiếm. Đơn vị nhận thông báo được thưởng huân chương chiến công hạng nhì. Đoàn xe chạy gần đến đồn thì phía trước có sự cố. Giữa đường một chiếc xe tải của đơn vị chạy trước tụi tôi chừng 15 phút, cắn nhầm một trái mìn chống tăng. Một chàng ham vui đứng bám bên hông xe, chỗ ngang bác tài. Bánh xe trước bên tài bị cán mìn, bị thổi lên và khi rớt xuống thì cặp giò đã gãy nát. May mà đoàn xe của tụi tôi chiếc cuối là một chiếc Jeep của tỉnh đội Tây Ninh Tháp Tùng, nên thằng bị thương được trở về ngay, chắc là đã thoát chết. Cái hố mìn to giữa đường không cho phép đoàn xe tiếp tục, và lại các bác tài hơi bị rét nên cũng toàn bài lui. Cuối cùng trung đội thanh niên xung phong dũng chí làm nhiệm vụ tải đạn, gồng mình vác toàn bộ số đạn dược được lên đồn với đoạn đường gần 500 mét, đến gần nửa đêm mới xong. Đến khi lên tới đồn thì tôi mới hỡi ơi, vì ngoài một trung đội thanh niên xung phong 15 em với 2 khẩu CKC, ở đồn chỉ có 5 mạng là bộ đội, ngoài tôi là trinh sát mới nổ súng được trận đầu, thì số còn lại gồm một hớt tóc. Anh này dân Nam Hà, nhập ngũ tháng 12 năm 74, đợt vét vì sức khỏe yếu. Một anh nuôi, thằng Lưu, sinh viên tôi kể hồi nãy. Một tiếp phẩm đi chợ mua nhận hàng thực phẩm cho anh nuôi. Và một ông quân khí già, hỗn danh là Chín Đệ, chịu trách nhiệm lo cấp súng đạn. Ông này nguyên là dân biệt động thành, người Quảng Nam, tác giả của vụ đặc công đánh nhà hàng Mỹ Cảnh năm nào. Sau bị bắt làm tù binh ở Phú Quốc, đến năm 73 mới được trao trả. Lúc ở Phú Quốc bị đục hết răng nên cái miệng móm sọ, nhưng tính tình rất khẳng khái. Mấy thằng lính trẻ cứ hay chọc cái vụ ông có vợ trẻ như tiên, vì mãi đến khi giải phóng gần 50 tuổi mới có dịp lập gia đình. Các bạn cứ tưởng tượng một đám quân như vậy nằm ôm gần 5 tấn đạn, chủ yếu là đạn pháo 105, trong một cái đồn biên phòng mà mênh mông xung quanh tối thui rừng rậm và đồng không mênh mông ở phía Campuchia, trong khi nghe đồn rằng tụi ca hay chơi chiến thuật hồi mã thương, tức là ban ngày thì bỏ chạy, chờ ban đêm quay lại tái chiếm, thì biết nói gì đây. Mà cũng lạ là mấy cha thanh niên xung phong lại thấy tỉnh bơ, chắc mấy cha tưởng là đại quân ta còn đóng xung quanh. Còn phần tôi thì biết chắc là đơn vị mình đã đi vào phun thơ mây, cách đó chừng 5 cây số. Từ hồi chiều, vì hồi nãy tôi đã hỏi mấy tay lái xe về điểm đến của đoàn. Điều an ủi duy nhất lúc đó là đồn có một hệ thống giao thông hào và hầm trú khá tốt cho việc phòng thủ, và cái trò biểu dương xe pháo Isel lúc chập tối không chừng có thể hù mấy thằng ca yếu bóng vía.
Thế nên ba bảy cũng liều. Tôi làm ra vẻ ngon cơm, mặt lạnh tanh, quán triệt tư tưởng, giao nhiệm vụ và chia gắt cho mấy chàng thanh niên xung phong và cho ba chàng ngự lâm pháo thủ tiếp phẩm. Anh nuôi và lão tướng chín đệ chấn ba góc với nhóm thanh niên xung phong, còn mình và ông bạn thì chấn một góc và làm một giấc cho tới sáng. Một đêm thật yên tĩnh, trời cuối năm lạnh đầy sao. Ngày mai 23 tháng 12 năm 1977 là ngày đầu tiên tiến vào đất ca với điều lạ lùng. 6 giờ sáng, một đoàn xe vừa kéo pháo 105 và mấy chiếc M113 hộ tống un kéo đến đồn. Thì ra theo kế hoạch tác chiến thì cứ điểm này sẽ thành căn cứ pháo chuẩn bị cho trận chiếm thị xã Mì Mốt. Nhưng đó lại là chuyện của ngày hôm sau. Năm thằng tụi tôi tạm biệt nhóm thanh niên xung phong để mãnh long quá giang. Thiết vận xa M113 tiến vào phun thơ mây. Lúc chuẩn bị chiến đấu, nghe tin tức và chính trị viên nói về ăn ca của Khmer Đỏ, tôi thật tình cũng chưa tin lắm. Nhưng khi đến cái phun đầu tiên này thì mới tận mục sở thị cái công xã trại lính nó như thế nào. Phum người Khmer hình thức cũng giống như cái sóc của người dân tộc mình. Vài chục nóc nhà bằng gỗ lợp lá thốt nốt nằm xen lẫn nhưng rất bình yên dưới tán cây rừng dừa. Cây ăn quả xen lẫn là những vườn rau. Đặc biệt là họ không làm hàng rào để phân chia ranh giới như người Việt. Thế nhưng dưới chế độ Anka thì sinh hoạt không còn được như cũ. Các tài sản như những cây dừa đều được đánh số để quản lý. Ở giữa phum là một khu nhà bếp và nhà ăn tập thể cho cả phum. Cơm, thức ăn được nấu trong những cái chảo quân dụng bằng gang như của bộ đội Việt Nam. Không biết thực đơn và khẩu vị như thế nào, bò gà thì thả rông chạy đầy ngoài đồng. Thịt gà kho với hành lá tươi nhổ cả bó, cơm nóng. Trong khi sức mấy thanh niên những ngày qua chỉ xài mì tôm, lương khô, thì các bác biết hương vị của bữa ăn trưa hôm đó ở phun thơ mây sẽ như thế nào. Sau buổi trưa, bọn tôi đã tái nhập đơn vị và cùng hành quân với tiểu đoàn bộ. Các anh chỉ huy tiểu đoàn và các đơn vị hỗ trợ như quân y, thông tin, trung đội cối 82. Ngày hôm đó không có chạm trán gì đáng kể vì nhờ có đơn vị thiết vận xa M113 hỗ trợ và địa hình chống trải nên tiểu đoàn tụi tôi đánh như kiểu Mỹ vậy. M113 của quân đội Mỹ là loại xe bánh xích nhưng có đệm cao su, động cơ rất mạnh mà thùng xe bằng hợp kim nhôm. Xe nhẹ nên chạy rất nhanh, nó vượt qua ruộng nước và các bờ đất không có khó khăn gì. Còn trên đường lộ thì nó có thể chạy tới 50 km/h một cách ngon lành. Chỉ có điều là không chịu nổi đạn chống tăng M72, B40, B41. Tuy nhiên, việc thịt được nó bằng các súng chống tăng cầm tay của bộ binh thì không dễ ăn như ta vẫn tưởng. Đánh như kiểu Mỹ mà tôi nói ở trên là như thế này. Hai chiếc M113 chạy sau một tiểu đội bộ binh đi trước. Chỉ cần có một ổ kháng cự hay một lùm cây nghi ngờ có địch thì đơn vị bộ binh chỉ việc tìm chỗ núp và giữ không cho một tên xạ thủ súng chống tăng nào lại gần. Còn hai chiếc M113 thì dùng hỏa lực của hai khẩu đại liên 12 ly 7 bắn tà tơi mục tiêu ở cự ly 300 đến 500 mét. Ngoài ra bộ đội thiết giáp còn sáng kiến lắp thêm một khẩu đại bác 75 không giật nữa, nên chuyện có một xạ thủ nào dám chịu trận để chờ đến tầm dưới 100 mét mà sờ đến nó thì đó phải thật sự là một anh hùng, mà anh hùng còn sống thì rất ít. Tôi cũng xin kể sơ sơ về trung đoàn Gia Định. Không giống như phần lớn các đơn vị khác của các sư đoàn chủ lực như F5, F9, F36, 318 với quân số đa phần là lính nghĩa vụ quân sự đợt 1976, trung đoàn Gia Định là đơn vị của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh, thành lập trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mà gốc là cán bộ chiến sĩ đã trưởng thành trong chiến tranh giải phóng. Tiểu đoàn 1 trước đây là tiểu đoàn Quyết Thắng, một đơn vị có tiếng của vùng Gia Định, tam giác sắt, đã được phong anh hùng. Tiểu đoàn 3 vốn là một đơn vị công binh của miền Đông, khác với công binh của Việt Nam Cộng Hòa hay của Mỹ là làm đường làm cầu. Còn đơn vị công binh này có tay nghề chính là phá đường, phá cầu hoặc cùng lắm là đóng chốt bảo vệ cầu là chính. Còn tiểu đoàn 2 của đội tôi
thì lại hình thành từ 3 đại đội. Đại đội 1 lấy tiểu đoàn quyết thắng trước kia, đại đội 2 lấy tiểu đoàn công binh, và đại đội 3 là đại đội cóc nước, một đơn vị thiện chiến vùng sông nước của huyện đội Củ Chi đều biết. Tất nhiên, ngoài một số cán bộ chiến sĩ cũ đã qua thử lửa, trung đoàn Gia Định cũng có bổ sung một số lính nghĩa vụ quân sự từ A, tức là ngoài Bắc, nhập ngũ tháng 12 năm 74 và nghĩa vụ quân sự dân thành phố Hồ Chí Minh đợt đầu năm 1976. Nhưng lính mới ít hơn lính cũ. Với thành phần như thế nên ngay từ đầu, mấy thằng lính mới như tụi tôi tâm phục khẩu phục mấy ông kẻ ma cũ lắm. Cứ mỗi một ngày chiến trường lại được học rất nhiều và phải giáng theo mấy anh. Dân lính cũ có một phẩm chất là giữ kỷ luật chiến trường rất nghiêm ngặt. Phòng ngự hay xung phong, nhất nhất đều theo đúng kế hoạch hợp đồng tác chiến và lệnh của chỉ huy, nên dù công hay thủ thì thường ít khi bị vỡ trận, để diễn biến trận đánh không đúng theo kế hoạch như đã dự kiến. Tuy nhiên, cũng vì mang tiếng lì đòn mà không ít lần đơn vị cũng phải lên bờ xuống ruộng, nhưng đó là về sau này. Đến tối hôm đó thì đơn vị tụi tôi chiếm được cứ điểm thứ hai, Lăng Cà Bơ, một cách nhẹ nhàng. Hai tiểu đoàn bạn D1 quyết thắng và D3 công binh cũng đã chiếm lĩnh các vị trí của họ, tất cả nằm sấp sẵn cho một mục tiêu thứ thiệt vào ngày mai, mì mốt. Ngày 24 tháng 12 năm 1977, 6 giờ sáng, tiếng đề pa đạn pháo từng hồi ở Vạc Sa, đồn biên phòng nơi tụi tôi ngủ đêm trước, vọng về rồi nổ vang phía trước đội hình của tiểu đoàn là khu vực sân bay Mì Mốt. Cấp chỉ huy sau khi nhận được tin của trinh sát quân khu báo về là đã ra lệnh cho đơn vị vận động xuyên qua rừng cao su vì phía bọn ca có dấu hiệu tháo chạy. Sự chạm trán quân sự giữa Việt Nam và Campuchia của Khmer Đỏ thực ra đã nhen nhóm ngay từ năm 1975, nhưng ở mức độ còn nhỏ lẻ, tế nhị, không thể công khai vì nhiều lý do. Đó cũng là phần nào nguyên nhân mà trong thời gian đầu ta bị nhiều thiệt hại ở các đơn vị công an biên phòng và Q16. Đến ngày 22 tháng 12 năm 1977 thì mới là ngày toàn quân nổ súng. So sánh hai bên thì tôi thấy có một nội dung như thế này. Về thể lực, từng người, từng nhóm đơn vị nhỏ thì lính ca có lợi thế hơn bộ đội Việt Nam vì họ khỏe hơn, giành địa hình và được khuyến khích về ý thức cũng như bản năng giết người hơn. Bên lính ca có nhiều đứa chỉ chừng 13 đến 15 tuổi. Tuổi này mà lại được trang bị súng AK Trung Quốc mới tinh, ốp gỗ vàng chóe thì hăng phải biết. Tuy nhiên, khi mở những trận đánh lớn từ cấp đại đội, tiểu đoàn trở lên, đòi hỏi phải có kế hoạch, hẹn giờ, hiệp đồng tác chiến, nghi binh, mũi chính, mũi phụ thì bên Việt Nam có ưu thế hơn hẳn. Như đã kể ở phần trên, sau trận mở màn trên toàn tuyến biên giới thì còn ở thế giằng co, nhưng khi bị chọc thủng thì lớp trong bên ca lại lỏng, không có phòng thủ về chiều sâu. Chắc bên ca nghe mấy cố vấn tuyên truyền là Việt Nam không dám đánh sang hay sao, nên chỉ trong một ngày, mũi của trung đoàn tụi tôi đã tiến sâu gần 10 km. Và trận Mi Mốt được dự kiến là sẽ ác liệt vì đây là một thị trấn đầu cầu của quốc lộ 7 Đông Dương, mở đường tiến vào vùng đông bắc Campuchia. Ngoài ra, Mi Mốt còn có sân bay, nhà máy cao su, đồn điền và trụ sở hành chính. Thế nhưng sau khi nếm pháo binh, nghe tiếng xe thiết giáp và cuối cùng lúc hai chiếc tăng T-54 xuất hiện ở đầu hàng rào sân bay thì bên ca bỏ chạy nhanh, đến độ bộ binh hầu như chẳng có cơ hội đánh đấm gì. Giống như một buổi tập trận cấp sư đoàn mà từ hồi nào giờ bộ đội ta chỉ tưởng tượng trên lý thuyết, và hôm nay là thực hành y hệt như vậy. Thế nhưng ở chính cái thị trấn Mi Mốt này, trung đội trinh sát tụi tôi có một kỷ niệm mà sau này nhắc lại thằng nào cũng không biết phải kết luận như thế nào. Số là như này: sau khi chiếm được cái thị trấn Chù Phú này một cách nhanh chóng thì đơn vị được lệnh chiếm và chuyển sang phòng thủ vài ngày trước khi phát triển chiến dịch. Khi đó, phần vì do bộ binh tiến nhanh quá, hậu cần theo không kịp, phần vì thị trấn có rất nhiều lương thực của dân ca như cả kho đậu nành, đậu xanh, một lò đường thốt nốt, rồi rau cải,
mà nhiều nhất là cam quýt, còn gà qué và heo bò thì chạy đầy trên đất, nên đơn vị được tự túc, tự kiếm cái ăn. Mọi khi do tay nghề nên trung đội trinh sát, ngoại trừ những lúc đi công tác, thì lúc hành quân hay đóng quân thường được ưu ái ở chung với mấy anh chỉ huy tiểu đoàn. Nhưng lần này thì được lệnh đóng quân thủ một mặt của thị trấn ở một trại cưa cách xa tiểu đoàn bộ chừng 300 mét, nơi rìa thị trấn. Không sao, xa mặt trời dễ quậy. Trò đầu tiên là uống nước dừa. Như tụi tôi đã kể, do ăn ca quản lý chặt, cây dừa nào cũng có số, dân ca không dám đụng tới, nên cây nào cũng để trái, vừa uống vừa tắm. Nhưng đến trò uống mật ong thì mới trúng đòn. Số là lục trong bếp nhà máy cưa. Bọn tôi lấy được một can nhựa 20 lít chứa đầy mật ong rừng thứ thiệt. Thế là chia nhau mỗi thằng một bình tông. Số còn lại chế vào ca, pha nước dừa rồi uống tại chỗ. Thế nhưng đến gần cạn thì nghe có tiếng lục cục trong đáy can. Tôi đổ ra thì trời đất ơi, nguyên một con chuột cống chết từ đời nào. Chắc vì nó cũng thích ngọt như bọn tôi. Muốn nôn mà có thằng nào nôn được đâu. Chỉ có điều an ủi là cái xác chuột trong mật nó không bị hôi hư gì cả. Chắc nó bị ướp trong mật ong nên rất khó hỏng. Thế là từ đó với tôi, mật ong chỉ là thứ để băng vết thương, chống nhiễm trùng. Chứ còn uống thì hãy đợi đấy, còn lâu. Sáng ngày 25 tháng 12 năm 1977, vừa trời mờ đất, bỗng nghe đủ loại đạn nổ liên hồi, bị tập kích. Tôi hét lên báo động, rồi chộp lấy cây AK và bao xe đạn, chạy nhanh ra hầm chiến đấu. Vừa được hơn chục mét, quay lại thì thấy ngay chỗ tôi mắc võng ngủ nổ tung lên bởi một trái M79. Thoát chết lần ba, nếu chỉ mê ngủ hay chậm chừng vài giây là toi rồi. Vừa ra đến hầm và lên đạn khẩu AK thì thấy từ phía bên ngoài một bóng người, đầu cắt ba phân, áo xanh bộ đội, quần ta lọn đen, tay cũng cầm khẩu AK, một tay cầm cuốc, đúng kiểu cán bộ ăn ca chuyên hành quyết người ta bằng cách đập đầu, đang nhảy loi choi xung phong vào nhưng lại không bắn mà la lên: "Ê, đừng bắn tao!" Tôi hạ súng nhìn kỹ, ra đó là thằng C, dân Hóc Môn. Thằng này có một thói quen là vệ sinh thưởng thức của quốc văn giáo khoa thư, đó là đều đặn đi toilet mỗi sáng sớm. Ở chỗ đóng quân không có toilet, nên để giải quyết tập quán, anh chàng đành xách cuốc đi làm quận công. Khi nghe tiếng súng nổ, không biết nó đã kịp gì chưa, mà chưa thì phải, chạy vào và gặp tôi, hú hồn cho nó, vì sau đó thì mấy đứa khác trong trung đội mới kịp tản ra hệ thống hầm để chuẩn bị phòng thủ mặt của mình. Thằng C mà chạy chậm một chút, trong khi cả trung đội đang thần hồn nát thần tính, thì như bị trời đánh lúc đang ngủ mê, không biết xác suất an toàn của nó còn được bao nhiêu. Sinh mạng con người ta trong chiến tranh, nó mong manh đến éo le như vậy. Nghe về hướng tiếng súng nổ thì như là phía ở đại đội 2, mặt phi trường đang bị tấn công. Tiếng súng lần này có nhịp nổ rất khác thường, nó nhanh, mãnh liệt và dồn dập theo kiểu là hai bên đều đông và đồng sức về hỏa lực cũng như lòng quyết tâm. Thế nhưng nó chỉ kéo dài khoảng chừng 5 phút thì bỗng ngưng ngang, im lìm rồi dứt hẳn. Sau này thì mới biết được, thì ra đây là một trận quân ta chiến đấu quân mình. Số là chiều hôm qua chúng tôi đã chiếm được Mi Mốt, nhưng không hiểu thông tin liên lạc báo cáo thế nào mà trung đoàn 2XX của F5 đến sáng nay mới tiếp cận Mi Mốt và nổ súng tấn công. Diễn biến thì như tôi đã kể ở trên. Chỉ tới chừng bên kia, tại đại đội trưởng mũi chính Hồ Xung Phong bằng tiếng Việt, và nghe đại đội 2 bên tụi tôi chửi thề lại bằng tiếng Đan Mạch: "Đê mờ tụi nó lên, tập trung hỏa lực nhé tụi mày, thằng nào chóc hầm, bỏ chạy là chết." Thì hai ông chỉ huy mới cho lính ngưng nổ súng và hô mật khẩu bắt liên lạc, kịp thời dừng lại một cuộc chiến đúng nghĩa nhầm lẫn. Qua trận đó tôi mới cảm thấy phần nào cái nguyên nhân là tại sao các cuộc nổ súng thường kéo dài và có số thương vong ghê gớm. Chỉ hơn 5 phút nổ súng mà mỗi bên đã bị thương 7-8 em. May mà bên kia chưa xung phong. Trong khi cả chiến dịch của cuối năm 1977 này, đánh suốt từ Ca Tum, Mi Mốt, Ca Chay, Sơ No, K
Cát Giai, gần 100 km chiều dài tuyến của chiến dịch. Tiểu đoàn tôi chỉ chết có 2 người và bị thương gần 20 người, kể cả 7 anh em ở trận này, đau quá. Ở Mi Mốt được 2 ngày thì chiến dịch phát triển về hướng Bắc. Nếu ta nhìn trên bản đồ thế giới, Việt Nam Campuchia thì sẽ thấy từ thị trấn Mê Mút sẽ có một con đường nối dài đến thành phố Sơn Nô. Khoảng cách này là 40 km. Con đường này là quốc lộ 7, một con đường với cái tên nằm trong hệ thống đường bộ Đông Dương thuộc Pháp. Bộ phận tiền phương gồm đại đội trinh sát trung đoàn. Mỗi tiểu đoàn cử một trinh sát tiểu đoàn gồm 3 người và một hạ sĩ quan trợ lý tham mưu của tiểu đoàn. Đại đội công binh của trung đoàn. Trên đường có hai cầu bắc qua hai con sông nhỏ. Đại đội công binh sẽ có nhiệm vụ chốt giữ ở hai cây cầu này, đảm bảo cho đường tiến của đại quân sau này. Đại đội trinh sát của trung đoàn làm nhiệm vụ bám địch, nắm tình hình toàn cục để phục vụ cho kế hoạch tác chiến của toàn trung đoàn. Còn các tổ trinh sát và tham mưu của tiểu đoàn có nhiệm vụ cùng với trinh sát trung đoàn tận mục sở thị để dẫn lực lượng tiểu đoàn mình sau này vào vị trí hướng đánh của đơn vị theo kế hoạch chung. Tôi lúc này sau trận Vạc Sa và Mi Mút đã phần nào được mấy anh tiểu đoàn làm lơ cho cái tội từ chức và được đề bạt lên chức binh nhất, tiểu đội phó kiêm tổ trưởng, và hai bạn khác thế chỗ của ông Huynh và Tiệp, tên là Phú và Cát. Thằng Phú là dân xóm Gà, cao 1m78, đẹp trai như tài tử Nguyễn Chánh Tín, hát hay như Duy Quang, và đặc biệt là đánh cờ tướng thần sầu. Mấy lúc ở hậu cứ, nhờ tài cờ của nó mà tụi tôi có chuối lương khô cải thiện dài dài, nhờ thắng độ cờ. Hay cờ, nhưng khi thi đấu nó chỉ canh đối thủ một nước, nên mọi người cứ tưởng nó ăn may mà bị nó luộc hoài. Chỉ có thằng Cát và tôi biết nó là cao thủ. Tuy nhiên, thằng Phú cũng có cái dở mà để khi lâm trận, tôi sẽ từ từ kể cho các bạn nghe. Thằng Cát là nông dân thứ thiệt ở Xuân Thới Thượng, Hóc Môn. Vì ở quê và mồ côi sớm nên nó ít học. Lúc mới ở chung, tôi vẫn dạy nó thêm toán lớp 5 và cách viết bản tự kiểm điểm, báo cáo thành tích hàng năm. Thế nhưng nó lại rất kỹ lưỡng và có một trí nhớ rất tuyệt. Đặc biệt là những kỹ năng của người nông dân thời mở đất. Đó là những kỹ năng khai thác từ thiên nhiên mọi thứ để phục vụ cho sinh hoạt con người. Nhờ có nó mà đời sống của tổ tiên phuông của tụi tôi lúc nào cũng phè re. Từ con dao nhíp nhỏ xíu nhưng bén ngọt để có thể làm thịt một con gà trong 5 phút, đến bọc muối tiêu bột ngọt bảo bối làm cho các bữa ăn dã chiến trở nên dễ nuốt, cho đến các loại rau, lá, củ quả nào ăn được, chế biến ra sao. Đến chuyện đào hầm thì nó cũng lựa chỗ có dây hà thủ ô, để sau khi đào xong cái hầm thì cũng thu hoạch được luôn một củ hà thủ ô lão làng. Củ hà thủ ô ở rất sâu dưới lòng đất cứng, rất quý khi nấu nước uống, rồi đi rừng thì chặt cây tre, lồ ô hoặc dây rừng nào thì có nước uống được. Thật tình thì tôi đi qua cuộc chiến một cách dễ thở hơn, một phần lớn nhờ có hai chiến hữu độc đáo này. Trở lại với cuộc hành quân, đội quân tiên phong này hành quân bộ với trang bị gọn nhẹ. Mỗi người chỉ mang theo vũ khí cá nhân và một võng dù, một tấm áo mưa, hai cái nồi, ruột tượng gạo và bộ quần áo dính trên người. Số quân trang còn lại sẽ do hậu cần của đơn vị mang lên sau cho mình. Nếu bạn nào đã từng vác ba lô đi bộ 10 km trở lên thì chắc sẽ đồng tình với tôi. Đây chính là cái mà làm cho tôi khoái binh chủng trinh sát nhất. Ngày đầu chỉ là hành quân, chúng tôi đi hàng một theo sau một tổ trinh sát, đi trước đội hình chính chừng 500 m. Phần lớn đoạn đường là đồn điền cao su, rừng cao su bạt ngàn đang mùa thu đông thay màu lá đỏ. Buổi trưa qua Cả Chay là trung tâm của đồn điền. Chúng tôi dừng lại để ăn trưa bằng cơm vắt mang theo từ lúc sáng. Bên đường có mấy chiếc xe tăng của sư năm và mấy cô thanh niên xung phong. Trong cảnh rừng cây, thỉnh thoảng từng cơn gió cuối năm làm rơi bay từng hàng lá đỏ, làm thằng Phú cao hứng hát bài Lá Đỏ là bài tủ của nó. Gặp em trên cao lộng gió,
đường Trường Sơn ao ao lá đỏ. Một bài ca bi hùng, đất nước sau bao năm đau khổ, đói nghèo vì cuộc kháng chiến giành độc lập. Vừa xong thì giờ lại phải tiếp tục gánh thêm những cuộc chiến tranh với đôi vai áo bạc màu như cũ. Buổi dừng chân ban trưa qua màu, vẫy tay chào mấy cô thanh niên xung phong nhỏ nhắn, lòng tôi chợt nhớ đến hai câu đoạn trường của Tố Như. Người lên ngựa kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. Chiều tối thì chúng tôi đến phum đo. Phum này nằm giữa một khu rừng với chừng 50 mái nhà nằm lẫn khuất dưới những tán cây dừa thật đẹp. Cảnh trí y hệt như khu resort của Mũi Né bây giờ. Tuy nhiên cái quan trọng của tụi tôi bây giờ là phải lo nấu cơm. Đói muốn run tay, lội bộ cả ngày đường hơn 20 cây số rồi. Một đêm thật yên bình trên đất lạ, cái yên bình lặng im trước một cơn bão. Chưa khe xanh gió lùa, đêm hạ lào thức sâu, địa danh Sở Nu trong bài hát và câu chuyện của tôi là một. Năm 1971, Sư đoàn 5 Bộ binh của Việt Nam Cộng Hòa bị dính trưởng của Công trường 7 là Sư đoàn 7 Quân Giải Phóng. Ở đây khi hành quân qua Campuchia, sau đó Liên đoàn Biệt động Quân được đưa sang tiếp viện giải vây, cũng không còn manh giáp. Tôi tận mắt chứng kiến một anh ở trong xóm tôi lúc ấy là Thượng sĩ Biệt động Quân Việt Nam Cộng Hòa. May mà chạy về được đến nhà thì chỉ còn bộ quần áo tả tơi màu đất đỏ trên người. Sơn Nu với vị trí như một ngã ba chiến thuật, vì theo đường Trường Sơn từ phía Bắc vào thì sau khi qua địa phận Lào thì vào đến Campuchia. Đến Sơn Nu thì tẽ ra làm hai hướng, một rẽ trái theo quốc lộ 13 thì sẽ vào Việt Nam qua cửa khẩu Hoa Lư của Lộc Ninh, đi theo quốc lộ 7 tiếp về tỉnh Tây Ninh, Long An và miền Tây Nam Bộ. Địa hình ở đây gồm đồi, thung lũng, rừng cao su và rừng nhiệt đới, tương tự như ở Bình Phước của Việt Nam. Và với vị trí như đã nói ở trên, nên chốn hiểm địa này đã là nơi thư hùng của đơn vị thiện chiến qua các cuộc chiến tranh. Lần này là giữa quân Sư đoàn 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam có tăng cường các đơn vị phối thuộc E Gia Định, Q16, Dê Gò Dầu và quân Khmer Đỏ. Trở lại câu chuyện theo mạch lần trước, đoàn chúng tôi rời Phum Đo lúc sáng sớm sau khi ăn sáng bằng cơm nguội còn lại ở chiều hôm qua cùng với đội hình hàng dọc. Đến chừng 11 giờ và còn cách một cái phum nhỏ giữa rừng chừng một cây số thì nhóm đi đầu thông báo về phát hiện có một xe tải chở quân ca chạy ngược về phía chúng tôi. Anh Ái, đại đội trưởng trinh sát trung đoàn, ra lệnh cho đội hình tản ra hai bên đường và điều tập trung một khẩu đội 3 cây B41 lên đầu đội hình để hốt chiếc xe chở quân. Chúng tôi nín thở chờ một quả ngon ăn. Thế nhưng khi vừa chạy qua đầu làng còn cách chúng tôi khoảng 500m thì chiếc xe dừng lại và bọn lính ca tản ra hai bên bờ đê, chắc chắn để chuẩn bị nghênh đón chúng tôi. Vì thế nào bọn chúng cũng biết hướng tiến công của đơn vị. Thế là tư thế phục kích, chúng tôi nếu chậm một chút do ngủ nướng chẳng hạn sẽ trở thành bị phục kích. Sau khi điện báo tình hình, vì nhiệm vụ của trinh sát không phải để chiến đấu mở đường và được lệnh của trung đoàn là đánh luôn, nguyên văn khẩu lệnh của trung đoàn trưởng là: "Chạm địch à, thì đánh mở đường mà tiến." Đại đội công binh được phân công theo cánh bên phải đường, phía có địa hình rừng trồi, đánh theo kiểu đội hình đại đội, đánh chậm, núp kỹ để hạn chế thương vong, với ý đồ là thu hút sự chú ý của địch. Còn quân trinh sát thì vận động bên trái đường với địa hình ruộng gò, ruộng chỉ làm được một mùa nhờ nước trời. Tháng chạp dứt mưa, sau khi thu hoạch chỉ còn gốc dạ và chân ruộng khô queo. Đánh theo kiểu xuyên hông, nhanh và bất ngờ. Tiếng súng bắt đầu rộ lên khi bọn ca bắt đầu phát hiện đội hình tiến công của đại đội công binh. Hỏa lực chính của lính ca là một khẩu RBD trung liên, có hai càng trống ở mũi súng, bắn đạn 7,62mm. Mỗi nồi 100 viên tập trung về phía bên kia đường. Có lẽ lính ca trúng kế của ông Chín Ái. Tôi thầm nghĩ thế. Vì phía bên này, nơi đám lính trinh sát bọn tôi không thấy có đường đạn nào căng qua.
được chừng 2 phút thì anh Chín Ái chỉ tay ra lệnh. Trinh sát D2 là tụi ba thằng tôi, tập trung hỏa lực về hướng cánh rừng bên kia. Ba thằng tôi thực tình nãy giờ nằm ém sát mặt ruộng, có thấy gì đâu, nhưng cũng nhổm dậy ra bắn theo lệnh của sếp. Hết băng đạn thay đạn mới, chuẩn bị xung phong nhé. Cái ông nội Chín Ái này bình thường thì ăn nói rất nhỏ nhẹ, bây giờ trong chiến đấu thì khẩu lệnh của ông cũng hơi bị mạnh, dứt khoát để mọi người nghe thôi, chứ không phải hò hét lên gân gì. Nhưng thật sự nó đã truyền cho tôi một cảm giác không bao giờ quên được. Xương sống thì lạnh, mà tim và đầu như nóng ran lên. Sau tiếng hô xung phong chuẩn bị bật lên đó, thì thắng bại sinh tử của những con người của một trận chiến sẽ được quyết định. Và ở vị trí chỉ huy đang đứng đầu hàng quân, khi hô xung phong thì chính anh ấy cũng phải lao lên, một quyết định cho sự sinh tử của chính bản thân mình. Trong khi tôi cũng biết lúc ấy ở cư xá ụ tàu có vợ anh ấy và đứa con gái nhỏ 9 tháng tuổi. Anh mới lập gia đình sau ngày 30 tháng 4 năm 75, đang mong chờ ngày anh về. Tất nhiên những suy nghĩ này chỉ có khi đã qua trận đánh, chứ còn lúc ấy thì chỉ biết căng người chờ lệnh của anh Chín Ải. Cuối cùng thì tiếng hô xung phong cũng bật ra, giống như lúc cụng ly cao hứng, dân nhậu thường hô rô 1-2-3. Cả đội hình cùng hò theo và lao lên. Thằng Phú chạy giữa, thằng Cắt ở bên phải, còn tôi bên phải gần đường nhất. Được chừng 50 mét thì đến một bờ ruộng, bỗng nghe anh Chín Ái hét lên: "Tổ D2 nằm xuống." Tôi vừa nằm xuống thì thấy có một cục tròn tròn đen thui bay ngay vào đầu thằng Phú, rồi một cụm khói đen và cát hất tung lên. Một tiếng nổ ầm trời, tai tôi như điếc đặc, đất cát rơi phủ đầy người. Thôi rồi, tôi thầm nghĩ, chắc thằng Phú thành xíu mạng tượng ớt rồi. Ăn nguyên một trái B40 còn gì. Tới chừng khói bụi vừa tan thì thấy thằng Phú ngóc dậy, lắc lắc cái đầu, còn tay thì dụi mắt. Tôi hỏi nó: "Phú, mày có sao không?" Nó lắc đầu nói: "Ê Phương, đánh ác quá, tao bỏ cái nồi ở đây cho đỡ vướng." Trời đất, thì ra may cho nó là khi nó vừa núp xuống thì trái B40 của lính ca vừa đến và găm nổ bên kia bờ ruộng. Tức cười là ở chỗ đã nổ súng, vận động đã đời từ nãy giờ mà anh chàng vẫn quyết tâm đeo cái nồi cơm bên thắt lưng chứ không dám bỏ ra. Tôi qua bên tay trái thì thằng Cắt cũng vẫn còn trung thành kiêu mang một cái ruộng gạo bên mình, tức cười đến quên cả sợ. Nhưng tôi chỉ làm ra bộ ra vẻ chỉ huy: "Thì ai bắt tụi mày mang theo đâu?" Ngay lúc đó từ phía sau tụi tôi một tay, sau này tôi mới biết là lính quân báo quân khu, ăn mặc thật lạ và nghiêm chỉnh, áo vẫn bỏ trong quần, áo sổ dài tay cài nút, đầu đội mũ cối, chạy thật nhanh, động tác thật gọn, vượt qua chỗ tụi tôi đang nằm chừng 50 mét và leo lên một gò mối khá cao, giương khẩu AK đang nhắm về phía bên kia đường và nổ điểm xạ tất cả là 3 phát. Sau đó tiếng súng bên lính ca bỗng thưa hẳn, cả đội hình cánh trinh sát đồng loạt băng qua lộ, vừa chạy vừa bắn theo với đường đạn của đại đội công binh bên cánh phải lúc này cũng đang tiến lên. Tiếng súng của hai bên rộ lên cho đến khi cả đội hình vượt qua con đê và chiếm được trận địa thì không thấy một tên lính ca nào ngoài 3 cái xác bỏ lại tại chỗ nằm dọc bờ đê. Tiến lên một đoạn, chỗ mà anh chàng quân báo quân khu điểm xạ lúc nãy, tôi thấy một xác của một tên có vẻ là chỉ huy, vì nó đội mũ vải loại giống như hồng vệ binh của Trung Quốc thời cách mạng văn hóa, và quấn cổ bằng một khăn xà tanh màu xanh thẫm rất điệu. Trên xác tôi thấy có 3 vết đạn, một ở trán và 2 ở ngực. Đây chính là tên đã bỏ lính và chạy trước. Thế nhưng xui xẻo cho nó là đã gặp tay quân báo thiện xạ bên mình. 3 phát đều trúng ở những vị trí chí mạng cho một mục tiêu di động ở khoảng cách 50 mét. Quả thật là chỉ có trong phim hành động. Sau trận đánh, tay quân báo thiện xạ này lặng lẽ bỏ đi trước cùng nhóm của anh ta.
nên bọn tôi chẳng có cơ hội tỏ lòng khâm phục với một đồng đội cừ khôi. Thế nhưng khí phách của anh chàng này thì tôi vẫn nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Trận giữa đàng Thọ Địch là một chiến thắng, vì ngoài thằng Phú bị ù tai thì bên mình chẳng ai làm sao. Bên K bỏ lại 4 xác và một khẩu RBD, 2 AK và một K54. Sau trận tao ngộ chiến, thuật ngữ quân sự để chỉ một trận đánh mà hai bên chạm mặt nhau trên đường hành quân ngoài kế hoạch, thì đội tiên phong được lệnh của trung đoàn phía sau là tạm dừng nghỉ tại chỗ, chờ đại quân lên để cùng tiến đánh Sơ Nù trong ngày hôm đó luôn, vì ý đồ chiến dịch đã bị lộ. Chúng tôi chỉ kịp thu lượm các thứ vương vãi trong lúc đánh nhau, ổn định đội hình để phong địch phản kích, chứ không kịp nấu nướng gì. Dù trời đã xế chiều, chừng nửa tiếng sau thì đại quân cũng đến và toàn bộ đội hình trung đoàn khẩn trương thẳng tiến về Sơ Nù. Như phần mở đầu ở bài trước tôi đã viết, đánh Sơ Nù để gặp kế không thành. Có lẽ đây là kế độc của các cố vấn thiên triều. Lúc đó có rất nhiều trong bộ máy của Khmer Đỏ. Ở vùng ven danh hướng Lộc Ninh thì có một cuộc đụng độ lẻ tẻ của cánh quân F5, dê gò dầu E55. Thế nhưng khi hai mũi chính của quân ta từ Lộc Ninh và từ Memut tiến vào Sơn Nu lúc 6 giờ chiều thì chẳng có ma nào ở trong cái thành phố hoang tàn đổ nát và ảm đạm rêu phong này. Thế nhưng chừng một tiếng đồng hồ sau, khi chúng tôi vừa ổn định chỗ đóng quân trong khu vực nhà bỏ hoang, vừa quét nhà cho sạch bụi, chuẩn bị nghỉ ngơi cơm nước sau một ngày giao lưu nguy hiểm, thì từ tin tình báo của quân khu cho biết là bên K sau khi bỏ cho quân ta chiếm vào thành phố thì đã bố trí một số trận địa pháo với cơ số đạn khoảng 5.000 quả, chuẩn bị sẵn sàng bằng Sơ Nu với toàn bộ gần một sư đoàn của quân ta trong đó. Nếu nhớ lại mùa hè đỏ lửa 1972, thị xã An Lộc của tỉnh Bình Long có diện tích tương đối lớn hơn Sơ Nu. Theo tin báo chí Sài Gòn lúc ấy thì vào ngày cao điểm, An Lộc đã bị pháo kích 6.000 quả đại pháo 130 của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó thì An Lộc chỉ còn là một đống gạch vụn. Thì các bạn biết thần kinh của quân ta lúc đó, từ cấp chỉ huy mặt trận đến các chiến sĩ, nó sẽ như thế nào. Thế là dù mệt mỏi rã rời, dù cả ngày trong bụng chẳng có hột cơm nào, chỉ uống nước và chút lương khô, cả đội hình cũng phải rừng rung cuốn gói ba chân bốn cẳng. Xe tăng chạy trước mở đường để phòng phục kích, bộ binh theo sau, thậm chí gặp đường trống còn chạy nhanh hơn cả xe tăng. Mục đích là phải ra khỏi trung tâm thành phố ít nhất 3 km trong vòng 15 phút. Đêm đó chúng tôi phải ngủ trong rừng cao su, pháo không thấy bắn. Có lẽ trinh sát quân báo của cả biết bên mình đã chuyển quân nên thôi không bắn như độc kế nữa. Nhưng lại gặp một địch thủ khác với đòn tập kích không kém phần tai hại, đó là lũ muỗi rừng. Đây là loại muỗi có màu vàng, nhiều vô kể và không biết sợ gì. Cứ nhằm những phần da thịt của ta lộ ra ngoài là nó xông vào. Để giữ bí mật đội hình, mọi người không dám đập mà chỉ cần đưa tay vuốt thì cũng giết được hàng đàn muỗi ngứa kinh khủng. Sau này hầu như toàn bộ đơn vị tôi đều bị sốt rét. Chỉ riêng tôi không hiểu sao lại không bị, mà lại bị ghẻ ngứa. Các nốt ngứa do muỗi cắn đó không viêm nhiễm nặng, không lan rộng, thế nhưng nó cứ âm ỉ tồn tại và ngứa, ngứa, ngứa suốt cả năm trời. Ban ngày còn đỡ, tối càng ngứa dữ, không tài nào ngủ được, không thuốc nào trị được. Cho đến năm 1978, khi về dự khóa huấn luyện các bài học trinh sát đặc công ở khu vực Linh Xuân, Thủ Đức, đơn vị đóng quân ở đình Linh Xuân phía sau chợ Linh Xuân, tình cờ khi tắm ở một cái giếng nội, giếng có nước sạch, nước tràn ở trên mặt đất, người ta xây bao cho sạch, rồi mọi người xung quanh cứ ra đó mà tắm. Gần đình thì tối hôm đó tôi thấy sao cái cảm giác ngứa ngáy giảm hẳn. Hôm sau tình hình cũng khá hơn, tôi bèn đem cả quần áo chăn màn ra giặt luôn, thì một tuần sau thì bệnh khỏi hẳn. Trở lại Sơn Nu, sau cú đó, bộ chỉ huy chiến dịch đã quyết định
bố trí đội hình ở ngoại vi chứ không đóng ở trong thành phố nữa. Với hai bên, Sơn Nu bây giờ là một đấu trường sinh tử, một miếng mồi nhử cho cuộc thư hùng của hai bên trong suốt gần 10 ngày sau đó. Tôn Tử nghiêu giác binh kỳ kế, xuyên thấu bát giác loạn binh tình. Những ngày căng thẳng nhất của chiến dịch bắt đầu bằng một chầu picnic ngon nhất trong đời tôi, và có lẽ cũng là của hầu hết các anh em trong trung đội trinh sát của chúng tôi. Như vậy các bạn đã biết, ngày hôm qua chỉ có lương khô, tối đến vào Sơn Nu, chưa kịp có gì bỏ vào bụng thì đã phải sơ tán tránh pháo và chịu trận suốt đêm với 7 mũi đói. Đất lạ, chưa thông thuộc, nắm chắc địa hình, quân ca chắc chắn vẫn bám đâu đó ngoài kia. Cho nên toàn đơn vị được lệnh tuyệt đối đừng có mơ gì đến chuyện nổi lửa lên em. Cái thời những năm 7X, bình thường thì ai cũng đã thường trực, cơ hữu cái cảm giác đó rồi. Huống hồ lại là dân lính tráng đang tuổi ăn tuổi lớn như chúng tôi, nhịn cả 24 giờ, rồi vừa hành quân vừa đánh đấm loạn xịn như thế. Sáng hôm sau, đơn vị chúng tôi được rời khu rừng cao su, hành quân đến một cái phum nằm ở phía tây Sơn Nu. Sau khi ổn định đội hình thì việc đầu tiên của tụi tôi là tìm cái ăn. Thức ăn thì không thiếu, heo gà, thậm chí trâu bò chạy đầy làng. Dưới một đám ruộng gần bờ suối là cả một đám hoa màu gồm cải xanh, cải trắng, hành lá, rau thơm đủ cả. Thế nhưng cái quan trọng nhất là gạo, thì cả trung đội gom lại thì chẳng thằng nào còn giữ được cái ruộng tượng nào cả. Tối hôm qua lúc chạy pháo, phần vì gấp gáp, lười muốn cho nhẹ, phần vì dân trinh sát thì muốn được ưu tiên để bù lại cho những ngày hiểm nguy của lính tiên phong, là không phải mang ba lô quần tràng và gạo, chỉ cần mang đủ trong thời gian hoạt động độc lập. Còn khi sát nhập vào đội hình với bộ binh thì quân trang sẽ có xe cơ giới mang đến dùm, do hậu cần của tiểu đoàn lo, và gạo thì cứ đến hậu cần mà lĩnh về. Thế nhưng do đánh quá nhanh nên sáng hôm đó đoàn xe của lực lượng hậu cần ở Mi Mốt vẫn chưa lên kịp. Có thịt gà kho hành lá, lấy nồi lớn, thịt gà chặt thành từng cục, kho chín, hành lá nhổ nguyên cụm, tưới nước rửa sạch, rồi tọng cả vào nồi thịt gà. Tiêu xanh hái trên giàn xuống đập đập bỏ vào, thơm nức mũi. Mà các bạn phải biết rằng, thì là cái giống gà ca, nó giống như con gà rừng, nhưng to hơn một chút, thịt cứng hơn, gà ta nhưng chắc và rất ngọt. Có rau, lấy mấy tẩu lá chuối, rửa sạch, trải trên mặt đất làm mâm. Các loại rau cải chất đống lên. Ngoài ra còn có một mớ lá xoài non, tươi trong, hấp dẫn. Mà lại không có cơm. Mà không có cơm thì còn trời đất gì nữa. Với đoàn Đại Việt Quốc tế Nghĩa vụ quân nổi khùng lên, tôi đã làm một chuyện mà thú thật với các bạn. Bây giờ sau khi đã Nam Bắc Đông Tây, đã đời làm bao nhiêu chuyện bằng khen huy chương nội ngoại cũng có đủ. Và khi mái đầu đã phai bạc ở tuổi chi thiên mệnh, thì tự trong lòng mình, tôi vẫn luôn đắc chí mà chân thành tự nhận xét rằng đó là cái thành tích đáng kể nhất của đời mình. So với chuyện này, tất cả các thành tích khác chỉ là chiếc giày rách mà thôi. Mất khôn vì đói, vì có thức ăn mà chẳng có cơm, vì có rượu mà không có sắc. Như trong một vở chèo hài, tôi đã đá một phát vào cái ống đựng đạn pháo 155. Đây là một cái ống bằng thép rỗng để chứa viên đạn pháo 155. Đường kính chừng 200 ly, dài 0,8 mét, mà người chủ nhà đã dùng chừng một chục cái đóng xuống đất xung quanh nhà sàn để ngăn trâu bò, vừa có thể dùng làm cái ghế ngồi chơi trước nhà. Chân đá vào thép thì dĩ nhiên là chân đau, càng khủng hơn. Nhưng rút kinh nghiệm, tôi phang một chiếc nữa vào cái ống thép mặt dậy đứng cứng đầu, nhưng lần này là bằng cái báng súng AK. Hai thứ cứng chạm vào nhau mà sao tiếng kêu nghe trầm đục, không thanh thoát hoặc chói tai như khi lão trực ban gõ kẻng báo thức. Sau bữa cơm nhớ đời đó thì đến cái màn mà bất cứ chiến binh nào cũng ngán và ghét nhất, nhưng nhất định bắt buộc phải làm. Đó là đào hầm. Đất vùng này là đất sỏi đỏ, vốn đã cứng,
mà chỗ tụi tôi được bố trí lại là một cái gò gần một bụi tre thì càng khô khốc và cứng ngắc. Cố gắng làm thì cũng đào được đến ngang bụng. Thì bọn tôi và thằng Phú, hai thằng chung một hầm, quyết định tạm ngưng, mặc cho ông trung đội trưởng cằn nhằn hậm hực. Mặt trời tháng chạp xuống nhanh, rồi màn đêm buông xuống, một bóng đen mịt mùng kín kịt. Đêm trên đất ca là những đêm không một đốm lửa, không một tiếng động của con người, không thuốc lá. Nhờ thế mà tụi tôi đã bỏ được thuốc, không dầu gió, dầu xanh gì cả. Hơi thở phải thật nhẹ nhàng, trao đổi bằng thủ hiệu, ra dấu bằng tay. Kẻ nào bên kia phát hiện mình trước thì có khả năng sẽ được ghi ơn, tưởng niệm trong ngày 27 tháng 7 hàng năm. Thằng Phú thường được tôi nhường cho cái tiện nghi là được gác trước, vì nó có tật là sau khi ngủ thì thường có tật thần hồn nát thần tính. Lúc ở Cà Tum, vì cái tật này mà vào một phiên gác nửa đêm, nhìn thấy bụi cây bị gió lay mà nó cứ tưởng lính ca bỏ vào và nhanh nhẩu phang cho tên ca bụi cây một quả lựu đạn Liên Xô. Đã vậy, nó còn quá tay nên trái lựu đạn rơi nổ ngay gần hầm của ban chỉ huy tiểu đoàn. Lúc đó mấy anh đang họp mới chết. Mọi người không sao nhưng cũng một phen hú vía. Và từ đó thằng Phú có biệt danh là Phú Tập Kích. Trở lại Sơn Nu, đến chừng lúc nửa đêm, thằng Phú bỗng lay tôi dậy và nói thầm vào tai tôi: "Phương, mày có nghe gì không?" Định thần thì quả thật có nghe những tiếng lốc cốc lộc cộc khá rõ phía bên ngoài, bên cánh cửa của hầm tụi tôi. "Chắc tụi ca bỏ vào, tao ném lựu đạn nhé." Thằng Phú tiếp tục thì thầm: "Khoan." Rút kinh nghiệm lần bị chửi kỳ trước, và lại đó là lại hướng hầm của tiểu đội 1 đang án ngữ, nếu tụi tôi khai hỏa về phía tiếng động thì hỏa lực sẽ cháy sườn của đội hình A1, nên tôi cản thằng Phú. Tiếng động càng dồn dập và rõ hơn. Hai thằng chưa biết quyết định như thế nào, bỗng có ánh chớp nhoáng sáng rực, tiếng các loại súng cá nhân vang lên, B40, B41, M79 lựu đạn vang lên loạn cả một góc đội hình. Bên kia A1 khai hỏa, rồi theo như kế hoạch tác chiến phòng ngự thì khi đó chúng tôi có nhiệm vụ phải canh giữ mặt của mình, tránh cho A1 và ban chỉ huy trung đội bị hở sườn. Tiếng súng nổ sau đó, sau một hồi rộ lên thì im bặt một chút, rồi lại vẫn tiếng khóc, rồi lại vẫn cái tiếng lốc cốc lộc cộc lạ lùng ban nãy vang lên từng chập. Lạ lùng vì ở những trận trước, khi chạm trán ban đêm để cướp tinh thần bên mình, lính ca thường hay hú hụ, chứ không có gõ mỏ như lần này. Thế là bên A1 lại khai hỏa từng chập, và tụi tôi lại căng mắt chờ đến phiên của mình. Bây giờ thì một điểm hối hận chân thành nhất thế giới đang ngự trị trong lòng tôi và thằng Phú cho cái tội làm biếng đào hầm lúc ban ngày. Tôi cố co người cách mấy thì cũng còn nguyên cái thủ cấp trồi trên mặt đất. Còn thằng Phú càng thê thảm hơn, vì nó vốn cao giò 1m78, nên cố cách mấy thì nó cũng còn nguyên cái bán thân bất toại của nó tênh hênh sẵn sàng ăn đạn nếu lính ca buồn tình mà đổi hướng sang phía tụi tôi. Thế nhưng không hiểu sao cái tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại tới sáng, và tất nhiên tụi tôi cũng còn phúc an khang. Một trận chiến kỳ cục, đó là một cuộc chiến tranh nhà nghèo. Ban đêm không có pháo sáng, càng không có trang bị hồng ngoại hay bộ đàm cá nhân như trong phim, nên mọi sự tỏ tường phải chờ đến khi mặt trời trở lại. Và các bạn biết cơ sự như thế nào? Cả đêm qua A1 và tiểu đoàn chúng tôi mất ngủ là để chiến đấu với một con trâu. Số là trâu bên ca cũng giống như trâu ở các vùng dân tộc ta. Họ không cần phải chăn dắt, mà chỉ cần cột vào cổ con trâu đầu đàn một cái mõ, thường cũng bằng sừng trâu, và cứ để chúng tự lang thang vào rừng kiếm ăn. Các con trâu trong đàn cứ theo tiếng mõ con đầu đàn mà tụ bầy. Khi cần tìm thì chủ trâu cũng chỉ cần lần theo tiếng mõ, đến chiều thì chúng tự tìm về. Chú trâu đầu đàn của Phum là một thủ lĩnh trình độ. Khi chiều quay về Phum, chắc nó thấy chúng tôi lạ nên không dám vào.
Đến tối, nó quên bén tụi tôi và lững thững tìm về gác trọ. Phúc cho anh chàng chiến binh hậu duệ của Tôn Tử trong trận nghiêu đao, dùng châu cột đao vào hai sừng, đốt bó đuốc buộc ở đuôi rồi xua nó vào đội hình quân địch. Nghiêu anh hùng lại lùi vào phía bên kia bụi tre có cái gò mối rất to trước đội hình A1, cho nên khổ thân cho bọn tôi vì mặc cho lính ta chơi đủ loại hỏa lực sáng đêm, nhưng nhờ có bụi tre gò mối đỡ đạn nên Nghiêu Ma Vương bên này vẫn an toàn mà cầm canh gõ mõ. Đã 3 ngày ở ngoại vi Sở Nu, vẫn là thăm dò trinh sát, tập kích pháo cối lẻ tẻ. Ở một vai trò một chiến sĩ, tôi chỉ có thể mường tượng về tình thế của toàn trận chiến. Giờ đây, khi đưa ra những nhận định có tính toàn cục sau đây, thì thực tình đó cũng chỉ là những vọ đoán. Nhưng tôi thiệt tình, nghĩ sao nói vậy, đúng sai thì các bạn góp lời cho mọi việc tường minh thêm. Phía bên ta, sau khi tiến nhanh và có những thành quả của chiến dịch như đẩy quân Khmer Đỏ về sâu trong đất của họ, xác định khả năng tác chiến và những đặc điểm của đối phương, chiếm lĩnh được các cứ điểm chiến thuật như Mi Mốt, Tà Nốt, Sơn Nu, Lăng Cà Bơ, và giờ đây đang bố trí lại đội hình cho một mục tiêu xa hơn, Sa Lung, Karateche. Theo thông tin nghe lỏm của mấy anh cán bộ tham mưu, thì hình như đây là một thị xã quan trọng nằm cạnh bờ sông Mekong, vùng đông bắc Campuchia, tiếp giáp với vùng Chúp, một vùng đồn điền cao su mênh mông của Campuchia, nơi đang có sự tập trung của lực lượng Khmer yêu nước kháng chiến, tôi tạm gọi như vậy. Hoạt động chống lại sự thống trị của Angkor Khmer Đỏ, nếu đúng như thế, thì tình thế của nhân dân Campuchia sẽ có một thay đổi quan trọng khi mà lực lượng này liên lạc và nhận được sự tương trợ của Việt Nam. Tất nhiên chuyện này chỉ có thể xảy ra khi quân Việt Nam tiến được đến Sa Lung, Karateche. Còn phía Khmer Đỏ, sau khi có những rút lui chiến thuật, thì giờ đây khi quân tình nguyện Việt Nam vào đủ sâu trong đất của họ, tiếp tế, yểm trợ hậu cần càng lúc càng khó khăn hơn. Lực lượng đã có những tiêu hao mệt mỏi nhất định. Có lẽ đã đến lúc họ muốn tung đòn cho một trận thư hùng quyết định. Chuyện xảy ra vào lúc 5 giờ sáng ở Ban Chỉ huy Tiền Phương. Một trung đoàn bạn trong đội hình chiến dịch lúc đó đóng ở mạn Bắc Sơn Nu, mặc dù đã bố trí các tiểu đoàn bộ binh ở ba mặt trước hai bên quốc lộ 7, còn Ban Chỉ huy và đại đội hỏa lực cối 82, trọng liên 12 ly 8 và một khẩu đội pháo 155 của sư đoàn đóng kết hợp ở một cánh rừng cao su ở phía sau. Nhưng một đơn vị của ca đã luồn qua các đơn vị của ta và bất ngờ tập kích vào bộ chỉ huy. Khi địch tiến công, do không có lực lượng tác chiến đủ sức đương cự, nên các xạ thủ trọng liên 12 ly 8 chỉ có thể nổ súng cầm chân địch trong vài phút. Thời gian đủ để ban chỉ huy rút lui. Tôi có thằng bạn nối khố kế bên nhà, nó nhập ngũ nghĩa vụ quân sự năm 1976 và là xạ thủ đại liên trong trận này. Lúc đó, sau khi hết thùng đạn, thì nó nhanh trí phi ngược về một khoảng trống hướng quân ca và cuối cùng đến được nơi đóng quân của các tiểu đoàn bộ binh phía tiền tuyến và an toàn. Thế nhưng đại đội hỏa lực của nó sau khi tập kết về phía sau thấy mất nó. Một thằng bạn bị thương được đưa về tuyến sau điều trị. Sau đó đã nhanh nhậu, đoán về nhà báo tử với gia đình. Báo hại cô người yêu của nó đến nhà khóc hết nước mắt và 3 tháng sau đi lấy chồng. Rồi thì trận địa bị quân ca tràn ngập và chiếm lĩnh. Có 3 cô thanh niên xung phong do núp dưới hầm và chậm chân nên không thoát kịp và đã bị bọn ca bắt sống. Nhận được tin dữ, nhất là biết còn kẹt 3 cô thanh niên xung phong và cả khẩu đội pháo 155 bị chiếm đóng, ban chỉ huy E Gia Định đã có một quyết định táo bạo và ơn trời. Diễn biến thực tế đã cho thấy đó là một quyết định tài hoa của chú 2D, trung đoàn trưởng. Số là khi đón tiếp ban chỉ huy của trung đoàn thoát về, nhận định lúc đó chỉ có D1, tiểu đoàn 1 quyết thắng, tiểu đoàn anh hùng lực lượng vũ trang đầu tiên của lực lượng vũ trang Sài Gòn Gia Định, là đóng quân gần nơi mà quân ta và các mỹ nhân đang thọ hồn. Chú 2D đã điều một đại đội của D1
và cho hành quân bằng ba quân xa gì MC, và chơi đẹp cho luôn chiếc dép lùn, thường khi là vợ hai của chú ấy, có trang bị khẩu M60 và một xạ thủ làm hỏa lực tiên phong. Chắc quân ca chưa bao giờ gặp và tưởng tượng rằng quân Việt Nam lại có kiểu choảng nhau như thế, nên khi các giặc lái ta cho xe phóng hết ga và áp sát trận địa chừng 50 mét, rồi khẩu M60 bắt đầu quét đạn ào ào, và bộ binh ta nhào từ ba chiếc GMC xuống rồi hô xung phong, thì lính ca mới biết chuyện gì đang xảy ra, và chỉ còn nước lùi thật nhanh vào rừng giống như lúc đến. Chắc các bạn đang nóng lòng muốn biết số phận của các mỹ nhân. Có ngày, các nàng còn nguyên, bị cột trên các nòng pháo 155 và đang ngất đi. Các bạn biết không, dù được giải thoát an toàn về tuyến sau, thế nhưng nghe mấy đứa bạn bên quân y kể lại sau này là phải 3 ngày sau các nàng mới bớt hoảng loạn và ăn uống trở lại được. Tôi thật không dám tưởng tượng là nếu G1 đến chậm và hỏa lực ca có tên nào nhanh tay biết bắn 155 thì cái sự thể ngọc nát vàng tan nó sẽ như thế nào đây. Và đến đây chắc các bạn cũng đã thông cảm cái duyên cớ mà anh chàng xạ thủ M60 chỉ sổ đạn trên đọt cao su. Thì ra anh chàng này chỉ muốn hù cho lính ca hoảng hồn, chứ không dám phang vào đội hình địch vì sợ phạm tội vũ phu. Vì lúc đó các mỹ nhân thanh niên xung phong và ba khẩu 155 ly đang ở giữa đội hình địch. Chiều nay, tháng chạp, ngày đưa ông công ông táo về trời, tôi có việc về Bình Phước. Bây giờ cũng là mùa cao su lá bay, tôi bỗng nhớ về kỷ niệm này và bài thơ của thi sĩ chiến binh Chính Hữu. Những chàng trai chưa nắng nợ anh hùng, hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm, rách tà tơi rồi đôi giày vạn dặm, bụi trường trinh phai bạc áo hào hoa. Anh hùng tử khí, hùng nào tử, mệnh trượng phu vị quốc phòng thân. Sau trận nắn ngân tập hậu và giải vây tốc hành, thì trời bắt đầu rạng sáng. Hôm sau, cuộc chiến thực sự quyết định giữa quân Việt Nam và ca đã nổ ra. Chiến trường chính là một bãi đất dọc quốc lộ 7 về phía bắc Sơn Nu, con đường dẫn đến thủ phủ Sa Lung Krache. Có địa danh là Cát Đai, đó là một phum cách Sơn Nu chừng 4 km, với những căn nhà sàn nằm xen lẫn trong những tàn cây chạy dài bên quốc lộ 7. Phía sau dãy nhà sàn là những cánh đồng nhỏ khô cằn, rồi tiếp giáp là rừng già. Những ngày đầu, vùng này là hướng tấn công của E Gia Định và Dê Dò Dầu. Thế nhưng qua 5 ngày so găng và nhất là sau trận tập kích hôm trước, thì rõ ràng là lực lượng Việt Nam không đủ để có một trận chiến cần sức. Như thế, trung đoàn Gia Định từ mạn Tây Nam của Sơn Nu đã được điều lên đây tăng cường cho hướng này. Ngày đầu tiên chuyển sang mùi này thì tổ tụi tôi vẫn đóng trong đội hình với ban chỉ huy tiểu đoàn. Thế nhưng vào ngày hôm sau thì mọi việc diễn ra càng lúc càng ác liệt. Hai đại đội 2 và đại đội 3 thế chỗ cho Dê Gò Dầu đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội của một trung đoàn quân Khmer Đỏ. Anh Ba, tiểu đoàn phó kiêm tham mưu trưởng tiểu đoàn, được điều lên độc chiến, cũng phải ở lại, không thể về lại ban chỉ huy do đường 7 cũng bị bên ca cắt đứt. Trận chiến không cần sức đã diễn ra suốt từ sáng sớm đến chiều tối. Bên mình dù quân số ít hơn, nhưng nhờ có hầm và mệnh lệnh kỷ luật chiến trường nên vẫn còn trụ vững, mặc dù cũng đã có một số thương vong. Đến chừng 7 giờ tối thì tổ tụi tôi nhận được lệnh đi cùng một tiểu đội súng cối với sự dẫn đường của trinh sát trung đoàn đi lên trận địa. Nhiệm vụ là nắm tình hình, hộ tống anh Ba T về họp ban chiến thuật với ban chỉ huy tiểu đoàn và tổ trinh sát tụi tôi, mang nước lương khô tiếp tế cho hai đại đội trên đó và tiểu đội cối tải thương binh về tuyến sau. Triết thuyết của các tôn giáo thường dạy rằng ai mà trong cuộc mới có nhiều tội lỗi thì khi chết sẽ bị xuống hỏa ngục. Con đường đi xuống hỏa ngục đó nếu có chắc chắn là sẽ giống như con đường mà đêm nay chúng tôi đang đi. Trời cuối năm, từng cơn gió se lạnh và khô thổi vuốt qua cánh đồng và những tàn lá hai bên đường
làm bùng đỏ lên những đám lửa của những căn nhà đang cháy rực. Mái, vách đã ra tro, nhưng những cây cột do được chôn sâu xuống đất và thường được làm bằng gỗ cứng nên vẫn đứng sừng sững, và trong đêm đen vẫn cháy rực lên ánh lửa đỏ than hồng. Ánh lửa, tiếng gió rít, mùi hăng nồng của khói tro, của thuốc súng, tất cả đã tạo cho thần kinh chúng tôi, những chiến binh đã qua thử lửa, một cảm giác vừa căng cứng, vừa như mất thăng bằng và sự tự chủ. Từng bước chân như đi trong hư vô, mặc dù tụi tôi vẫn phải hết sức tập trung vì biết rằng quân ca đang lẩn khuất đâu đó hai bên đường. Đây là đất của họ, họ rất thông thuộc đường đất và sẽ dễ dàng làm thịt bọn tôi nếu họ đủ gan và biết chọn đúng chỗ phục kích. Trên mặt đường vương vãi ngổn ngang những vỏ đạn SKZ-75, Đại Bác không giật của Mỹ và DK-82, Đại Bác không giật của Liên Xô. Mấy ông bạn bên tiểu đội cối vốn chỉ quen đi sau vác nặng, nay phải liều mình đi vào đất địch như một khinh binh, nên cứ thỉnh thoảng lại đá vào mấy cái vỏ đạn và được một phen làm cả đám hết hồn vì lo bên ca phát hiện ra tụi tôi đang len lỏi qua đội hình của họ. Có những chỗ bọn tôi đi gần đến mức nghe cả rõ tiếng đào hầm của lính ca. Tuy nhiên mấy ông anh bên trinh sát trung đoàn đã trấn an bọn tôi: "Đừng lo, cứ đi thật êm. Trời tối bọn ca cũng không dám mò đi lung tung đâu, vì nó cũng sợ bị mình phục kích." Cứ thế, dù con đường hỏa ngục tưởng chừng như vô tận, rồi cũng được vượt qua. Bây giờ lại nhớ lại, tôi mới thấy ngộ rằng vì sao trong mùa hè đỏ lửa của cuộc chiến tranh Việt Nam đã xuất hiện những cái tên rất ấn tượng như Đại lộ Kinh Hoàng, Quốc lộ 13 Bình Long, Đại lộ Hoàng Hôn, dãy phố buồn Hưu Quảng Trị. Khi đến nơi, cảm nhận được nỗi vui mừng của những đồng đội khi được tiếp tế nước và lương khô qua những cái nắm tay thật chặt, thật lòng, thì bao nhiêu mệt nhọc và căng thẳng của đoạn đường máu lửa như đã được gội rửa gần hết. Chuyến về cũng gian nan tương tự, nhưng mấy ông bạn lính cối không còn than vãn nặng nề gì nữa. Bước chân hình như đều hơn, nhanh hơn vì chịu nặng trên vai họ và vời vợi thời gian mà họ đang vượt qua sẽ là sinh mạng của những đồng đội thương binh. Chúng tôi đã đi không nghỉ và cảm thấy sao thật mau. Cả bọn đã về đến ban chỉ huy tiểu đoàn. Sau một buổi họp của ban chỉ huy tiểu đoàn về kế hoạch ngày mai, thì tổ tụi tôi đã nhận được một nhiệm vụ mà sau này bọn tôi cứ nói đùa với nhau là như hồi quá ngũ quan trảm lục tướng của ông Quan Vân Tường. Nhiệm vụ là hộ tống ban chỉ huy tiểu đoàn xông trận, tức là thay vì ở tuyến sau cùng với đại đội 1, theo kế hoạch cũ thì ban chỉ huy tiểu đoàn sẽ cùng tổ chúng tôi đêm nay bí mật đi lên tuyến trên với C2 và C3 để sẵn sàng cho trận quyết chiến vào ngày mai. Nghĩa là bọn tôi lại một lần nữa phải trở lại con đường hỏa ngục, nhưng với một trách nhiệm nặng nề hơn là phải bảo vệ an toàn ban chỉ huy tiểu đoàn trên suốt con đường xuyên qua đất địch. Thế là lại mò mẫm, nhưng cũng đỡ khổ hơn lần trước là vì các anh trong ban chỉ huy tiểu đoàn đều là những chiến binh dạn dày kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến trước năm 1975, nên kỹ năng của các anh quá ngon lành, thành ra mọi việc êm re hơn chuyến đi lần trước. Đêm hôm đó, sau khi đến nơi, tổ bọn tôi đã được giao một nhiệm vụ thực sự lạnh lưng. Ở chiến tuyến của C3, tổ chốt ở vị trí gần quân ca nhất đã bị thương toàn bộ. Hầm chốt chiến đấu vẫn còn nhưng người thì không. Lúc đến nơi, trung đội trưởng trung đội 1 của C3B1 dẫn bọn tôi ra lúc ấy chừng 9 giờ đêm, trời tối như mực, và nói: "Bên kia bụi chuối, cách chuồng trâu 10 mét là cái hầm dành cho mấy ông. Hồi chiều khi rút thương binh thì nó còn trống, bây giờ thì không biết bọn ca có chiếm nó hay chưa. Mấy ông cứ bỏ ra đó, phăng mấy quả lựu đạn rồi chiếm lấy hầm mà thủ cho tới sáng nhé." Từ trên trời rơi xuống mà còn đánh mò theo kiểu bịt mắt bắt dê này, thật là hết biết. Thế nhưng trong hoàn cảnh mà sinh mạng của cả đơn vị
từ cán bộ đến từng chiến sĩ đều ngàn cân treo sợi tóc này, thì không có đất cho sự phân vân, so bì, tồn tại, tôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân. Thế nhưng sự thể thì cũng không đến nỗi, bên càng có lẽ cũng ngắn càng. Sau một ngày máu lửa, nên bọn tôi bò đến thì cái hầm chốt vẫn im ắng, chẳng có ma nào sống, nào trụ lại cả. Bọn tôi tiếp quản chốt im re. Thế nhưng có một vấn đề nhỏ, đó là hầm quá nhỏ, thằng Phú không thể nào an trí cái thân theo chuẩn người mẫu nam của nó vào căn hầm, nên bọn tôi đành ưu tiên cho nó về tuyến sau. Còn tôi và thằng Cắt cố thu mình chịu trận tại chỗ. Sau một hồi, mắt dần quen với bóng đêm, bóng tối không còn tạo cảm giác hoàn toàn phủ như lúc ban đầu. Thế nhưng đêm vẫn là đêm nín thở. Các bạn biết đấy, thở là bản năng của con người. Thế nhưng trong hoàn cảnh đêm nay, tôi phải nhớ, phải điều khiển và ráng lắm mới giữ cho hệ hô hấp của mình làm tròn nhiệm vụ của nó. Phía trước mặt, cách bọn tôi chừng hơn chục mét là một đám cây rậm. Phía bên kia một chút là một cánh đồng hẹp, rồi tiếp giáp là rừng. Cảnh vật này thực ra là sáng hôm sau tôi mới thấy. Còn lúc đó tất cả chỉ là một bức màn đêm bí hiểm. Chỉ có những tiếng động, những tiếng côn trùng cắt quãng, rồi đôi lúc bất chợt lại một chú lợn thả rông chạy ùn ỉn qua. Để ngón tay của bọn tôi lại ngọ nguậy trên cò súng, bắn chậm. Khi lính ca bỏ tới thì chết. Nhưng bắn nhầm vào lợn hay gà hay một bóng cây động gió do thần hồn nát thần tính để lộ vị trí trong đêm thì cũng có thể chết. Trong những tiếng động đêm thâu đó, thỉnh thoảng lại có những tiếng lục cục, những tiếng ho vọng về từ phía bên kia hàng cây trước mặt. Những âm thanh thực ra cũng bình thường trong những đêm hòa bình mất ngủ sau này. Nhưng khi ở tuyến đầu thì chúng có hiệu quả khủng bố, không thua gì một đoạn phim ngắn chiếu cảnh hành quyết con tin. Chúng tôi phải thức suốt đêm nay trong một đêm hoàn toàn bóng tối, có hô hấp trong cảm xạ nghẹt thở. Có lúc mong cho đêm qua mau, có lúc mong cho thời gian dừng lại, một mong muốn bản năng, vì chẳng biết cuộc trải thân với tử sinh ngày mai rồi sẽ như thế nào. Nhưng rồi cái cơn buồn ngủ của những cơ thể trai trắng tuổi đôi mươi sau một ngày trời bươn trải cuối cùng cũng thắng cái sợ chết. Tôi và thằng Cắt cuối cùng quyết định chỉ một thằng thức để canh, thằng còn lại thì ngủ. Một chập ngủ cho bây giờ và cho ngày mai. Khi nào mắt của thằng thức không chống được lên nổi thì lay thằng kia dậy đổi canh. Mũi cắn ngứa ngáy khát nước, chân tay tê, không còn tác dụng gì cả. Chỉ tỉnh thức và ngủ vui cho hết một đêm. Thực tình cho đến giờ tôi vẫn không biết đêm ấy thực ra là giải thiên thu hay chỉ là phủ du khoảnh khắc. Dù sao thì đêm cũng qua, khoảng vừa mơ sáng, chưa kịp hít lấy bầu không khí thơm mùi cỏ sương mai, những loạt chớp lửa từ mọi phía tiến về phía bọn tôi, và ngay sau đó là những tiếng nổ chát chúa, và rồi mùi khét lẹt của thuốc súng cũng ập tới bao trùm cả không gian trời đất. Thì ra suốt đêm qua, bọn tôi và bọn ca chỉ ở cách nhau chừng 20 mét. Đội hình của chúng ở ngay phía sau hàng cây trước mặt chúng tôi. Còn hầm của tôi và thằng Cắt ngồi thì uống nước. Chỉ an ủi một chút là bên trái hầm có bụi chuối te tua tơi tả. Vừa kịp định thần thì phía cánh trái của đơn vị tôi, mấy ông bạn bên C3 thổ địa cũng bắt đầu đáp lễ điểm tâm bằng những loạt AK bắn chéo, và rồi nhịp nhàng từng chập M79 B40 trước nã về bọn ăn ca đang ăn hiếp bọn tôi. Tôi và thằng Cắt vừa thay băng đạn thứ nhất, chưa kịp phang tiếp thì đã nghe ở phía sau một ông A trưởng của C3 vừa chạy lom khom và gọi tôi: "Rút, rút, mấy ông trinh sát ơi!" Do hôm qua đã được quán triệt ra lệnh một cách rõ ràng dứt khoát là không được bỏ chốt khi chưa có lệnh, nên tôi hỏi lại: "Ông kêu rút hay lệnh của trên rút vậy?" "Trời đất, bộ giỡn sao cha?" Cách mình chuyển qua đánh mũi ở phía bên kia đường, kìm hông để bên này cho C1 và tăng
ở dưới quét lên lệnh của tiểu đoàn đó. Tôi và thằng Cắt, Thăng Thiên ra khỏi hầm còn nhanh hơn cả tên lửa Kachiusa rời bệ phóng, lao theo người đồng đội C3. Một căn nhà cạnh đường, nhìn lại từ phía sau, chỗ hầm của bọn tôi giờ phủ một đống bụi khói sau một tiếng đồng hồ ầm trời. Khi thằng Cắt theo những người tốt cuối băng qua bên kia đường, thì bọn tôi cũng rời vị trí đoạn hậu, vị trí làm nhiệm vụ giữ phía sau bảo vệ đồng đội rút, cảnh giới phòng địch đánh theo từ sau lưng, lao nhanh theo họ. Vừa kịp qua đường xong, nhìn lại thì căn nhà chỗ tôi vừa ém lúc đoạn hậu cũng vừa bùng cháy lên do trúng đạn cối hay B-41 gì đó. Theo kế hoạch thì cánh C2 và được C3 cùng bọn tôi bổ sung sẽ bố trí đội hình bên cánh phải đường theo hướng từ Sơn Nu lên Ca Đai, kềm giữ một mặt chờ C1 và tăng lên ngang sẽ cùng tiến, một mặt chờ bọn K bên trái đường nếu giạt ngang thì nó sẽ đánh hốt. Trong thế có hầm và đội hình phản công của ta cũng như vậy. Cái hầm mà bọn tôi tạm trú lúc này cũng là một chiến tuyến nhỏ. Những ngày hôm trước, phía trước hầm là một vạt cỏ tranh đã bị đốt cháy, chỉ còn lại một đám tro đen và khét tanh nồng. Còng queo ở phía trước, tụi tôi chừng 10 mét. Trời, là một xác thằng lính ca. Tên này có lẽ là tên chạy hung hăng nhất, chạy nhanh nhất và đến được gần phòng tuyến của C2 nhất và ăn đạn nhiều nhất. Kết quả là dù có hàng chục đợt xung phong, sau đó thì bọn ca vẫn không thể nào lấy được xác tên này. Trời nắng, cái xác mau bốc mùi, chịu không nổi. Thế là một ông mình sáng kiến, giải quyết bằng cách thử đốt cỏ tranh để làm món ca. Thế là bây giờ không chỉ là mùi tanh tưởi của xác chết bình thường, mà là một mùi tanh khét lẹt xộc vào tận óc mỗi khi gió thuận chiều về phía tụi tôi. Trong tình cảnh đó, trong đời lính, tôi thực tình chưa bao giờ lại mong sao mau được lệnh tiến công đến vậy. Thế nhưng chớ trêu thay, cánh bên này là im re, có chăng chỉ là những tiếng rít của đạn pháo, đạn cối từ phía sau vút qua đầu chúng tôi mà dập về phía trước, xa về phía đội hình của bên ca. Tuy nhiên, phía bên kia đường thì tình hình lại khác hẳn. Phần câu chuyện đoạn này tôi không tận mắt chứng kiến, dù chỉ cách chừng vài trăm mét. Tôi chỉ xin ghi lại theo lời kể của những người trong cuộc. Có điều tính trung thực của câu chuyện thì các bạn có thể tin cậy, vì đây là một chiến lệ, diễn biến của một trận đánh thật với những đặc thù có tính tiêu biểu, được ghi nhận lại từ nhiều người trong cuộc, từ chiến sĩ đến cấp chỉ huy. Tường trình được đánh giá, đúc kết một cách khoa học để làm bài giảng cho các trường quân huấn và thậm chí có thể được ghi vào quân sự nếu hết thời hạn giải mật hoặc xét thấy không cần giữ bí mật. Như đã kể ở trên, sau khi chúng tôi chuyển qua cánh phải thì ở cánh trái, nơi tập trung lực lượng của bên ca, C1 với một phân đội xe tăng T-54, xe bọc thép M113 đã đánh ép từ dưới Sơn Nu lên dưới những làn pháo 105 bắn chụp trận, yểm hộ từ phía sau. Trong đội hình tiểu đoàn chúng tôi, D2 e gia định, C1 là đơn vị anh cả, dày dạn nhất, dàn cán bộ khung hầu hết là những chiến sĩ, cán bộ đã trải qua trong cuộc chiến tranh trước năm 1975. Và người đại đội trưởng, thiếu úy Nguyễn Anh Nhiễn. Anh có một gương mặt hao như nghệ sĩ Thế Anh, còn đẹp trai, vóc dáng tài tử, ăn nói bình thường thì rất nhỏ nhẹ tình cảm. Thế nhưng nếu gần gũi và nhìn kỹ thì ta mới thấy ánh lửa dũng cảm trong đôi mắt sáng đôi khi lóe lên như ánh thép của anh ấy. Còn phía bên ca, đối phương cũng là một đơn vị đáng tầm, nhất là về chiến thuật và sự gan lì để thực hiện kế chiến thuật đó. Tưởng chừng như chịu không nổi trước áp lực của pháo, tăng và C1, nên một số lính ca đã phải bỏ tuyến hầm dọc chạy hàng cây nơi xuất phát hỏa lực dập tụi tôi hồi hừng sáng, mà chạy lui về phía cầu Cát Đai. Thấy thế, C1 tăng tốc truy kích. Thế nhưng khi đội hình C1 băng vào một đoạn trên cánh đồng lúa,
mùa vừa gặt xong. Thân cây lúa mùa khá cao nên gốc rạ còn lại sau khi thu hoạch cũng cao hơn đầu gối. Thì một đợt lính ca đã phục sẵn trong những hầm cá nhân đào lẫn giữa đám ruộng, bắt đầu nổ súng, đánh vỗ mặt vào đội hình C1 đang vận động giữa đồng. Bọn ca thật tinh quái, đã tạo thế bất ngờ khi mai phục giữa đồng trống và nằm im suốt thời gian, chỉ để chờ với mục đích hốt gọn C1. Bên này mình hoàn toàn thất thế, địa hình trống trải, cự ly quá gần. Địch có hầm, còn ta thì không. Một số chiến sĩ đã dính đạn, chuẩn úy L, đại đội phó bị đạn sượt qua đầu, máu tuôn xối xả. Một chiến sĩ đã phải nằm chúi xuống đất, khoảng cách giữa hai bên đã quá gần cho mọi sự thay đổi, điều chỉnh đội hình hay tháo lui. Anh Nhiễn lúc này đã có một hành động mà thực sự tôi không biết có thể dùng một khái niệm từ nào để chỉ cho xác đáng. Anh đứng thẳng người giữa làn đạn, vung khẩu K-54 lên trời, nổ liền mấy phát và hét to, ra lệnh cho chuẩn úy L, đại đội phó phải đứng dậy, vì anh thấy vết thương chỉ sượt qua ngoài đầu, và hô mọi người xung phong thẳng vào đội hình của lính ca. Khí phách của người tướng chỉ huy trận mạc đã được vực dậy tinh thần và tập trung sức mạnh của toàn đại đội. Mọi người đã đứng dậy xung phong theo lệnh của anh. Họ lao lên, nhưng anh thì ngã xuống khi phải hứng đến 4 phát đạn súng trường vào giữa ngực. Trung sĩ Lê Hoàng Sơn, trung đội trưởng trung đội 1, khi đó đã nhận lãnh vai trò chỉ huy trong điều lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam quy định. Trong chiến đấu, nếu đại đội trưởng hy sinh hay mất khả năng chỉ huy, thì đại đội phó sẽ đảm trách. Kế đó là trung đội trưởng trung đội 1, rồi kế là trung đội trưởng trung đội 2, cho đến người cuối cùng. Và tiếp tục dẫn đầu đoàn đại đội xông lên, những người chiến sĩ của C1 đã thật nhanh tràn vào đội hình, bắn găm vào những tên lính ca còn chôn chân trong những cái hầm giữa đám ruộng cuối mùa. Toàn bộ đội hình của lính ca đều bị tiêu diệt tại chỗ. Một chiến thắng oanh liệt, nhưng sự hy sinh của người đại đội trưởng là quá lớn. Xác của anh được các đồng đội đưa vào chiếc thiết vận xa M113 và đưa về tuyến sau vào buổi chiều hôm ấy. Buổi chiều cuối năm, bóng chiếc chiến xa in trên nền cánh đồng lúa vừa gặt xong cuối mùa. Phải đến mãi 20 năm sau, năm 1997, khi vị chỉ huy tiểu đoàn 2 ngày ấy, anh Ba, cấp trên trực tiếp của anh Nhiễn, cũng là anh hùng lực lượng vũ trang phong năm 1978 do thành tích trong kháng chiến, bấy giờ đảm trách cương vị tư lệnh quân khu 7, thì liệt sĩ thiếu úy Nguyễn Anh Nhiên mới được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Quê anh ở Rạch Bắp, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh hy sinh ở tuổi 25 khi còn độc thân. Cha anh cũng là liệt sĩ thời chống Pháp, lúc đó anh còn một bà mẹ già. Mà đời sao bỗng vắng, như rừng núi ngủ im, như đồng lúa gặt xong. Vị trung đội trưởng trung đội Lê Hoàng Sơn trong năm 1978 đã được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang của Cục Chiến tranh Bảo vệ Biên giới Tây Nam.